Hi, xin chào tất cả mọi người đến với clip theo của mình ạ. Hôm nay mình đang chạy về chúng mưa ấy. Em phát hiện ở trong gốc cây điều, ở giữa thân cây điều là có một chỗ khô, chỗ ấy có một hang. Em phát hiện là nó có một tổ gì đây các bạn. Nó làm này. Hang rất sâu luôn các bạn. Mà bác nhìn không nhiễu. Đây này. Em xây sát cho các bác xem này. Sâu không? Tha cả bữa cái tổ lên mới làm đó các bác. Tha cả cái rác là gì đây các bác. Đúng các bác, đây là tổ gì các bác. Các bác bảo thế tổ này là tổ gì cho em mấy nhá. Cho em một like và bình luận để em bấy cho các bác xem để. Bên ngoài phía ngoài là nó toàn ấy nè các bác. Toàn nó con gì nè các bác. Trời đang mưa rồi các bác nhìn ra ngoài đây. Trời đông mưa rồi, em có cái điều rồi. Về vết đen, vết thám. Em đang giữa thân luôn các bác. Nhìn lên đây. Tổ nó nằm ở chỗ này nè các bác. Các bác xem tổ này là tổ gì cho em một like. Bình luận cho em để em ấy các bác. Đây nè các bác. Quay sát vào đi các bác sâu. Rác mới tha vào đó. Nó làm nó bên dưới nó bắn hết này. Nó phải ấn luôn này, các bác nhìn này, đổ lên mới làm này. Em ấn vào sâu luôn, các bác móc vào sâu luôn, các bác nhìn này. Đã. Không có gì các bác. Mới làm này. Cái xác xanh này. Thôi, em quay xa luôn các bác xem luôn. Nhớ ngoài là có những cái vết đường gì đây này. Cái vết đường gì nó đi nằm ở giữa thân cây điều luôn này. Hình vết vết gì luôn, hình xấu gì luôn này các bác. Đó. Cái vết gì luôn, còn sát đất luôn này các bác. Đó. Tổ gì đấy các bác. Đó. À bên trọng giữa thân gốc này luôn, bác nghĩ đâu. Đó. Bên giữa thân gốc này luôn. Các bác thấy là gì cho em một like và đăng ký kênh cho em nhé. Em quan sát cho các bác xem. Giữa thân cái điều luôn. Xa luôn các bác nhìn nhau. Trời đang mưa ấy. Đó là các bác. Sao cái luôn các bác, móc luôn. Các bác thấy clip game hay cho em một like và đăng ký kênh cho em nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé.